Rồi năm 3 thì hiện tại thì nên biết là hiện tại thì nó cũng là hết mùa, gần như là hết mùa các cỏ ở Tây Nguyên và bước vào mùa anh em thu hoạch cà phê này nọ đúng không? Nhưng mà riêng tới năm 3 thì đảm bảo anh em luôn, cái độ hot của nó lúc nào vẫn rất là nhiều luôn anh em ơi. Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Vân Gia Lai nha. Thì trước mắt anh em ơi, Thiện đang có 3 con máy Kawasaki tới năm 3 anh em. 3 con này thì Thiện chốt và cho anh Lâm ở Bình Phước nè, anh Cương ở Sơn La nha và anh Dũng ở Đắk Nông. Anh Dũng thì anh là cái đầu máy không thôi nha anh em. Thì anh Lâm ở Bình Phước này thì ảnh mua về để cho vợ dùng anh em. Thì Thiện cũng sợ là vợ ảnh mang không nổi, Thiện có nói ảnh là mua về cho vợ dùng, anh mua con vừa chứ mua này sợ may vợ anh mang không nổi. Thì ảnh kêu ở nhà anh có con Hu 553 á, con Hu nào 45.5 ly anh em, mà vợ anh vẫn mang nổi. Thì ok, nếu con đó vợ anh mang nổi thì chắc chắn con này anh vợ anh cũng sẽ mang nổi nha. Và trong một bộ máy á, con này thì ảnh cọc tiền để tích để roda luôn em, tích là tiền tích nổi để anh tham khảo. Thì trong một bộ máy nha, thì như anh này là anh Cường ở Sơn La này thì anh mua nguyên bộ, còn anh Dũng ở Bình Phước thì anh mua có cái đầu không thôi. Nguyên bộ thì chúng ta sẽ có đầu máy nha anh em. Đầu máy đầu tiên là giá trước đi. Giá thì hiện tại thì vẫn đang dự giá 6.350 miễn phí vận chuyển và kèm quà tặng cho anh em nha. Và sắp tới sẽ tăng giá nữa nha anh em. Như dự đoán của Thiện tầm một khoảng tháng trước thì nói với anh em đó, hàng tại Zinamba hiện tại sẽ tăng giá liên tục nha. Nên nếu anh em nào mà đang có nhu cầu thì anh em có thể tham khảo. Còn nếu mà không có nhu cầu thì anh em chờ tới sang năm anh em mua cũng được. Nhưng mà chắc chắn giá nó sẽ tăng hơn bây giờ rất là nhiều đó nha anh em ơi. Thì hiện tại là 6.350 miễn phí vận chuyển. Thiện tặng cho anh em một chai nhớt Echo nè, một ổ cước cải tiến, một lọc gió nỉ và bốn lọc gió mút nha. Anh em không lấy cái này thì trừ ra 200.000 tiền quà tặng. Anh em không lấy thì anh em trừ ra. Sắp tới thì tăng tầm khoảng 150 đến 250 một máy. Thì nó sẽ trong khoảng đó và hiện tại thì chỉ còn vài máy thôi. Và là hết giá cũ rồi anh em, sang giá mới rồi. Nên anh em nào mà quan tâm thì tham khảo nha. Nguyên bộ của nó thì nó sẽ có đầu máy nè, dây đeo nha, dây đeo đó, dây đeo này là khuôn của banana đóng một rất là ok nha. Máng trắng cỏ nè, rồi tay trái tay phải, tay là tay gai cò dài nha anh em. Một cái túi đồ nghề nè, một cái này là can pha xăng nhưng mà thật sự là nó rất là nhỏ nên em ít khi anh em dùng, hầu như là cho nhà máy tại để cho có thôi anh em, chứ còn ít, rất ít anh em sử dụng nha. Một con dao thiêu máy ha. Và cái cần đó thì là cần này nha anh em, cần Motoyama Pro bắp chuối Hu ha. Bắp chuối Hu thì là một cái bắp chuối rất là ổn định nha, và đảm bảo anh em luôn, bắp chuối này anh em dùng bao anh em 2 năm không tuôn ti nha, nên anh em yên tâm. Cùm thì cùm giống thằng Hu nè, đầu bò cũng là bò giống thằng Hu 51 luôn. Và ống cần này là ống cần 2.5 ly, chạy rất là êm nha anh em. Đó thì nếu anh em mua cả bộ thì chúng ta sẽ được những món mà Thiện vừa nói như trên. Còn anh em mua đầu không thì chỉ có một cái đầu thôi. Đầu không là nó không có tay ga, không có máng trắng, không có con dao, nói chung không có cái gì hết anh em. Nó có mỗi cái đầu như vậy thôi ha. Như con của anh Dũng ở Bình Phước này là cái đầu không này là có mỗi cái đầu như thế này thôi. Và Thiện sẽ vẫn hỗ trợ tặng cho anh em một cái lọc gió nỉ và bốn cái lọc gió mút nha. Đó, nói chung là nếu anh em có điều kiện, hoặc là anh em nói chung tùy tình hình kinh tế, hoặc là điều kiện cũng như là cái trường hợp của anh em ha, nên anh em lựa chọn đâu không hoặc là cần rời. Nhưng mà thì theo Thiện thấy thì anh em ví dụ như cái đầu rời á, bữa nay thì bán cũng 5.4 triệu, cái cả bộ này 6.350, nó chơi nhau 9.5 rưỡi. Nhưng mà anh em được quà tặng nhiều hơn và được nguyên bộ cần nữa, thì nếu được thì anh em lấy cả bộ thì nó sẽ lợi hơn cho anh em nha. Thì tùy anh em thôi nha. Anh em thấy cần anh em có nhiều rồi thì anh em mua đầu không thôi. Còn anh em thấy mà cần anh em nó cũng xuống rồi thì anh em mua cả bộ luôn cho nó lợi. Chứ anh em mua đầu không về lắp cần dở, hoặc là cần nó xuống rồi anh em xả mấy bữa nó banh ta lông cái cần rồi anh em đi mua cần mới nữa, thì 1.350 cộng lại thì giá nó sẽ cao hơn giá anh em mua một bộ lúc đầu nha. Rồi bây giờ thì con này là của anh Lâm. Anh Lâm ở Bình Phước á, không phải, anh Lâm này là ở tiền như quên rồi, anh ở đâu ta, ở Đắk Nông hả? Thì nhớ anh Lâm, anh Cường, anh Dũng, anh Cường, anh Dũng thôi. Anh này ở đâu thì quên mất tiêu rồi. Rồi bơm xăng nha, bơm xăng đóng e giật nổ. Cái anti-ring của nó thì nó sẽ hơi cao nha anh em, thì anh em cứ nổ, anh em cứ để vậy, anh em roda xong về anh em chỉnh sau nha. Rồi chân tụi của Thiện thì Thiện roda cho anh em, rồi Thiện tí nữa roda xong thì đổ miếng xăng vô, Thiện chỉnh cái anti lại cho anh em luôn ha. À, với lại trong cái máy thì Thiện sẽ bỏ cho anh em một cái siêu, mời anh em gần đi để tôi xem kỹ một xíu nha. Đây, trong cái máy thì Thiện sẽ bỏ cho anh em một cái siêu, cái siêu nắp xăng anh em, để nó hạn chế tình trạng chạy xăng ra ngoài cho anh em nha. Nhưng mà cái siêu này thì anh em lưu ý nha. Đây, Thiện sẽ bỏ ở đây. Đây, Thiện sẽ bỏ ở đây nha. Và nó hạn chế rỉ xăng ở ngoài ra ngoài, ở ngoài viền này thôi nha anh em. Chứ còn mà chạy một thời gian đất á, nó kê cái lớp bê này ha. Đất đá nó bụi á, nó vô cái lỗ đường thông hơi á, nó vô nó kê cái lớp bê này ra thì nó vẫn chạy xăng ra ngoài.
Thì khi đó anh em mở ra, anh em vệ sinh sạch sẽ lớp bê này, anh em lắp lại là ok nha anh em. Chứ còn không phải là cứ lắp cái siêu này vô là chống được cái tình trạng rỉ xăng 100% đâu. Nó chỉ chống được cái viên này thôi anh em ha, nó chỉ chống rò rỉ được cái viên thôi. Còn mà cái lớp bê này nó dơ thì bắt buộc anh em phải tháo ra vệ sinh nha. Cũng rất đơn giản anh em, nó như thiện này, mở ra rồi anh em lấy cái cao su ra, anh em lấy xăng anh em rửa cho sạch cái lớp bê là xong ha, rồi lắp vô lại thôi là đảm bảo anh em nó sẽ không chạy xăng nữa. Rồi điện lấy nắp xăng lại rồi thì nổ máy đây tham khảo nha. Toyota Innova thì hiện tại thì anh em biết là hiện tại thì nó cũng là hết mùa, gần như là hết mùa các cỏ ở Tây Nguyên và bước vào mùa anh em thu hoạch cà phê này nọ đúng không. Nhưng mà riêng Toyota Innova thì đảm bảo anh em luôn cái độ hot của nó lúc nào vẫn rất là nhiều luôn anh em ơi nha. Này tổng thì cái này dùng trợ lực nên giờ cũng rất là nhẹ nha. Anh khách này thì ảnh chuyển qua dùng trợ lực luôn để vợ anh dùng đó. Ga Toyota Innova này mà nó cao không? Mà không sao nha, cứ để như thế này, rô đai xong rồi em giảm về sau. Đó, vậy là ok nha. Tấm dừng trợ lực thì giật rất là nhẹ đi. Đây, ha. Cái nắp giật trợ lực này thì thay vì nó giật rin này đúng không, anh em phải dùng lực anh em giật mạnh lên một cái thì cái này anh em chỉ cần kéo lên thôi là nó nổ ha, nó đỡ phải chúng ta dùng lực mạnh một lần anh em nha. Rồi ok, đơn giản như vậy thôi. Anh em nào quan tâm về Kawasaki Tenzin 3 thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới hiển thị hoặc để lại số điện thoại dưới phần bình luận thì sẽ liên trực tiếp cho anh em tư vấn kỹ hơn về mẫu này để với thông tin nhé. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh và cho thông báo để mỗi lần mình ra video mới anh em sẽ biết và xin tất cả những thông tin như anh em. Xin cảm ơn các anh em xem video, hẹn gặp lại video tiếp nhé.